Sau anh Nhật xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng cái mẫu lọc khí Daikin huyền thoại. Cái mẫu này thì em bán khá là nhiều và cảm thấy rất là tâm huyết với nó. Ở cái mẫu này thì các bác hoàn toàn có thể sở hữu được cái công nghệ hiện đại mà cho đến bây giờ thì nó vẫn rất là tốt. Những cái mẫu mới thì vẫn cứ thử hưởng cái mẫu này các bạn, vẫn thử hưởng tính năng. Đấy. Bác nào mà đang tìm máy lọc khí Daikin, muốn một con lọc khí hay, giá thành hợp lý thì đây nó là cái lựa chọn tuyệt vời đấy ạ. Đây là em nói thật. Vì em bán mẫu này khá nhiều vì giá thành của nó bây giờ nó khá vừa phải. Hiện tại những chiếc này thì bên em bán là 3,3 triệu bảo hành 1 năm các bác nhé. Đấy. Tất cả các tính năng trên này thì đều hoạt động tốt. Đấy, hẹn giờ nhất là các kiểu các bác này. Đấy. Lọc khí, khử muối nhanh. Đây là bùa. Đây là tốc độ lọc. Vì sao cái mẫu này mà bán nhiều các bác ơi? Đây này, mở cho các bác xem. Bên trong này của nó các bác sẽ thấy rằng là sở hữu hai cái cột lọc tĩnh điện này nhé. Hai cột lọc tĩnh điện đó là cái mà sẽ thu hút bụi vào đây. Đấy. Sau đó nó sẽ bám trên các cái bề mặt của cái màng HEPA này. Như bọn này có 5 lớp màng lọc. Đây là một cái lớp đầu tiên là thô, các bác nhìn nó làm rất cẩn thận nhé. Lớp thô, lưới thô đầu tiên nhé. Đây cái màng HEPA này em thay mới rồi này. Em vẫn để nguyên ni lông này. Đây là lớp màng HEPA thứ hai này, rất quan trọng này, màng than thứ ba bên trong mà. Đấy. Timer là 4, hai cột tĩnh điện là 4 và timer khử khuẩn là 5. Đây, các bác nhìn. Đây. Tất cả còn rất là đẹp. Trải qua 5 lớp, mình nói lần lượt từ đây, 1 2 3 than trong 4 và đây là 5. Các bác nào mà xem nhiều rồi các bác cứ để ý xem. Hiếm có cái hãng nào mà nó làm cái máy lọc khí cầu kỳ như này đấy. Đến như bây giờ các cái dòng đời mới họ đã cắt hai cái này đi và họ thay vào một cái thanh timer dài gấp đôi cái này. Đấy, thì nói thẳng ra là họ đã cắt giảm chi phí đi rồi. Nhưng còn cắt giảm bớt chi phí đi, sản xuất đi thì sản xuất như này nó quá thành, giá thành nó quá là cao và cầu kỳ. Đấy. Cho nên là cái thế hệ này vẫn là được rất nhiều các bác mua đấy. Đấy. 3,3 triệu bảo hành 1 năm, em đấu biến áp điện 220V rồi, mã số 5 các bác nhé. Bình nước uẩn này. Uẩn. Rất là mới luôn. Màng tạo âm đẹp các bác nhé. Daikin vầng trăng. Con này series máy quay cho các bác nhìn luôn. 4311 nhé, 2014. Tất cả những cái máy lọc khí này bên Nhật họ chỉ dùng tầm khoảng 1 năm, ủ lắm 2 năm. Khi là cái màng nó bẩn cái là họ thay thế một cái máy khác ngay. Chứ họ không có thời gian vệ sinh làm đẹp như bên mình đâu các bác ạ. Đất nước mình kinh tế khó khăn cho nên là vẫn chịu khó vệ sinh. Trên cái tuổi đời của bọn này các bác cứ dùng 10 năm nữa hay 20 năm nữa nhé thì nó cũng không hỏng được đâu, mà đồ là rất là dễ thay thế. Đó. Các bác nào có nhu cầu mua một con lọc khí hợp lý các bác chốt con này nhé. Chào các bác.